Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là hãy cùng nhau đi tìm hiểu về 5 phương pháp chữa đau lưng hiệu quả Như mọi người đều biết thì hiện nay đau lưng không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi Mà ngay cả người trẻ tuổi như chúng ta thì cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này Đau lưng thì nó ảnh hưởng đến công việc trong cuộc sống của chúng ta Đồng thời là ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta Chính vì vậy việc làm như thế nào để điều trị đau lưng cũng như là ở chúng ta điều trị đau lưng bằng những phương pháp tại nhà luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về phương pháp đầu tiên để có thể hỗ trợ điều trị đau lưng. Phương pháp thứ nhất đó chính là chúng ta hoạt động thường xuyên trong suốt ngày dài. Điều này thì nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra nó tác động rất nhiều đến sức khỏe ở uh, cuộc sống lưng của chúng ta. Uh, theo kiểu anh thấy thì hiện nay với công việc văn phòng chúng ta phải ngồi thường xuyên trước màn hình máy tính điều này thì nó không chỉ ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống lưng của chúng ta và nếu như chúng ta ngồi như vậy trong một thời gian dài nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều và khi đó nó có thể khiến cho bệnh đau lưng của chúng ta ngày một trầm trọng hơn nếu như chúng ta ngồi quá nhiều trước màn hình máy tính mà không hoạt động thì theo thời gian điều đó có thể gây tổn hại cho sức khỏe của bạn đặc biệt là vùng lưng chuyển động chính là phương pháp hữu hiệu nhất hãy vận động và di chuyển thường xuyên hơn đặc biệt vận động nhiều hơn không phải là điều gì quá phức tạp đơn giản bạn chỉ cần thay đổi vị trí hoặc dùng thời gian vào những giờ nghỉ giải lao hay bữa ăn nhẹ nhàng của mình để vận động thứ hai đó chính là hãy chú ý đến tư thế ngồi của bạn Uhm, chúng ta chú ý đến tư thế ngồi không có nghĩa là chúng ta phải ngồi thẳng lưng trong suốt ngày dài bởi điều này thì có thể sẽ gây ra đau lưng và đau cơ cho chúng ta trong một thời gian nhất định tuy nhiên thì chúng ta có thể là điều chỉnh tư thế ngồi bằng nhiều cách khác nhau hay là việc chúng ta hạ thấp màn hình máy tính xuống ngoài ra bạn cũng có thể lưu ý đến chiếc bàn làm việc của mình nhiều hơn giữ màn hình ngang tầm mắt và cách thân người khoảng một cánh tay Đặt ghế ngồi ở độ cao sao cho đầu gối luôn vuông góc. Với việc chú ý tư thế ngồi như thế này thì sẽ giúp cho việc đau lưng của bạn được chữa trị hiệu quả hơn. Phương pháp thứ ba đó chính là hãy tập các bài tập thân thiện với vùng lưng của bạn. Chúng ta thì đều được biết đến với những bài tập luôn luôn tốt cho sức khỏe của mình chẳng hạn như là yoga, thiền và đặc biệt đối với những người mà đang gặp phải căn bệnh đau lưng thì chúng ta cũng cần phải chú ý sẽ có một số bài tập chuyên cho những người đau lưng cũng như là chúng ta hãy làm quen dần với những bài tập đó. Hãy sử dụng một chiếc nịt để giữ cột sống của bạn luôn trong tư thế tốt nhất. Chúng ta nên thực hiện các bài tập chống đẩy để tăng cường sức khỏe xương khớp và chống lại đau lưng. Các bài tập nhằm kéo căng gân cũng là một trong những giải pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng đau lưng, để giảm bớt sự căng cứng ở gân. Hãy ngồi ở mép ghế, một chân mở rộng về phía trước và gót chân nằm trên mặt đất. Hãy chắc chắn rằng đầu gối của bạn hơi cong, xoay về phía trước không cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái. Giữ tư thế này trong vòng từ 15 đến 30 giây rồi lặp lại ở phía bên kia. Thứ tư, đó chính là chúng ta cần phải chú ý đến những bài tập giảm đau lưng trong quá trình mang thai nhiều người thì khi bình thường họ không hề đau lưng cũng như là không hề có các triệu chứng khiến cho lưng của họ bị mỏi hay là bị đau tuy nhiên thì đến khi bước vào thời kỳ mang thai thì lưng của họ dần như gặp phải các cơn đau nhiều hơn và điều này ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của họ chính vì vậy phải làm như thế nào để giữ cho lưng của chúng ta luôn trong trạng thái thoải mái cũng như là phải tập những bài tập để phù hợp với lưng và đối với những bà bầu thì trong khoảng thời gian mang thai này thì chúng ta cũng cần phải làm quen với những bài tập nhẹ nhàng để xóa bỏ những cơn đau lưng phiền toái. Đau lưng đặc biệt phổ biến khi mang thai bởi sự thay đổi nội tiết tố và trọng lượng cơ thể của bạn. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn không có cách nào để ngăn ngừa những cơn đau và giảm thiểu sự khó chịu. Cách tốt nhất là bạn cần duy trì hoạt động với các bài tập thân thiện với thai kỳ như đi bộ, bơi lội hay đạp xe. Hãy đặc biệt chú ý đến tư thế của bạn khi làm việc. Đặt một chiếc gối sau lưng và thường xuyên di chuyển cơ thể trên từng mép ghế sẽ khiến cho bạn thư giãn và giảm bớt sự đau nhức ở vùng lưng. Phương pháp thứ năm đó chính là duy trì thói quen ngăn ngừa đau lưng. Tâm trạng cũng là một trong những phần ảnh hưởng khá lớn đến căn bệnh đau lưng của chúng ta. À, với việc tâm trạng chúng ta cho tâm trạng của mình được thoải mái hơn, hay là chúng ta nghĩ rằng những bài tập không có gì khó khăn, thì cùng với đó việc đau lưng của chúng ta sẽ được giảm thiểu khi nhắc đến việc ngăn ngừa đau lưng bạn cần chú tâm đến những suy nghĩ tích cực để giảm thiểu tình trạng đau nhức khi đó cơ bắp của bạn sẽ trở nên dẻo dài hơn và các bài tập sẽ được tiến hành một cách dễ dàng hơn tuy nhiên nếu tình trạng đau nhức ngày một tăng lên đừng ngại nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia trong lĩnh vực này cuối cùng bạn hãy tự biến mình thành một đại sứ về sức khỏe chẳng hạn như ý thức về việc thực hiện các bài tập một cách xuyên suốt tại chính bản làm việc của mình và lan tỏa điều đó cho cả văn phòng nơi bạn đang làm việc vâng vừa rồi là một số phương pháp hỗ trợ điều trị đau lưng vô cùng hiệu quả mà kiều anh cũng như là siêu thị hàn quốc đã thu thập và truyền đạt thông tin này tới các bạn hy vọng với những thông tin mà kiều anh đưa ra ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào bình an kiều anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau các bạn muốn biết thêm thông tin về sức khỏe thì hãy truy cập vào các danh sách pháp từ bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.